Hai hai hai, xin chào các Dạ, bạn. Hôm chào nay mình bạn. ăn cái trái này nè. Các bạn đã ăn thử bao giờ chưa? Trái này thì ở quê của Thi và Tú nhiều lắm. Hôm bữa đi chơi thì mình có hái hai trái đi về ăn chung với món này là đúng bài luôn nha các bạn. Giờ thì bắt tay vào việc trộn mắm thôi. Bỏ một ít đường, một ít bột ngọt, tỏi, gừng, ớt vào và trộn đều lên. Sau khi trộn đều rồi thì mình để cho nó nghỉ ngơi một chút. Mình đi ra vườn mình hái một ít trái sung nè các bạn. Trái sung này ăn chung với mắm cũng là hết bài nha. Và hái thêm ít lá sung nữa nè. Lá sung này ăn chung với mắm cũng được nữa. Và thế là xong rồi. Và bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức món này với mình nha. Món này thì cũng là một món tuổi thơ của mình. Hồi xưa thì mình hay bẻ trái bần này để chấm với muối ớt. Và có khi thì ăn kèm chung với là mắm. Trái bần thì ăn với mắm sống. Còn bông bần thì cũng có thể làm gỏi nha các bạn. Mình sẽ làm gỏi bông bần nha các bạn. Mình ăn rồi rất là ngon. Thì hậu của trái bần này nó có vị là chát chát nha các bạn. Cắn vô thì nó có vị chát chát nhưng mà ăn một hồi thì nó rất là thấm và ngon nha. Ăn một hồi là nghiện, hồi nào cũng hay luôn đó. Bây giờ là mình ăn thử một trái sung nha các bạn. Mình là người hướng nội, ít nói nhưng mà mình thích làm video về ăn uống, ẩm thực, đi chơi này kia rồi. Mà mình ít nói quá trời luôn mà mình cũng không biết nói gì nữa. Nên các bạn xem ủng hộ mình nha. Các bạn thấy thích thì cho mình một tim và một follow. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Gừng khúc này mặt nhăn nhăn là do trái bần nó chát nha các bạn, nhưng mà ăn kèm với mắm thì nó lại rất là ngon. Miếng mắm nó làm được không? Thi ơi, có một con cá bự như vậy thì mình sẽ làm gì để Thi? Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm gia vị để nêm con cá. Đố mọi người biết là mình sẽ làm món gì với con cá này nha. Phần gia vị thì mình sẽ nêm nếm theo tổ tiên mách bảo. Xong rồi thì mình bỏ gia vị vào để cho nó huyện hòa với con cá nè. Rồi mình massage cho ẻm 7-7-49 bước giống như là mình làm spa vậy đó. Nè, massage mặt, massage lưng, nhấn nguyệt cho em nè. Qua tay chị rồi một hồi em sẽ được thay da đổi thịt. Sau khi massage xong rồi thì cho em ấy nghỉ ngơi một thời gian là 3.600 giây. Xong rồi cho em ấy lên bếp lửa để hâm nóng tình cảm. Sau một hồi hâm nóng thì nó cũng đã chín mùi rồi. Bây giờ là mình có thể thưởng thức nhau được rồi. Tuy da em đen nhưng lòng em trắng. Anh cắn vào một miếng là quên cả lối về nha anh. Mời mọi người cùng mình và đồng bọn thưởng thức món cá tai tượng nướng muối ớt, ăn với rau sống và mắm tép nha mọi người. Cá nướng thì da nó đen đen vậy thôi nhưng ăn vào rất là thơm và ngon. Thịt nó không có bị bở. Hình như là tụi mình thấy thiếu thiếu cái gì nè. Nhưng đố các bạn biết là mình thấy thiếu cái gì. Các bạn comment cho mình biết là mình đang thiếu cái gì nha các bạn. Món cá tai tượng này thì làm món gì ngon nữa, mọi người comment cho mình biết để mình làm mình ăn với nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip, mình xin kết thúc clip tại đây. Hẹn mọi người trong các clip sau. Chào tạm biệt, bye bye.